Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại kênh Ichimoku Việt Nam cũng như quay trở lại với video phân tích mã cổ phiếu của em Lâm. Thì trước khi bước vào nội dung chính của ngày hôm nay, mọi người nhớ để lại cho em Lâm những lượt like, lượt đăng ký kênh cũng như là cả giúp cho em Lâm những trái tim trong phần bình luận anh chị. Cảm ơn anh chị nhiều ạ. Thì mã cổ phiếu hôm nay em Lâm mang tới cho anh chị là một mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành công nghệ. Đó là LC anh chị. LC hiện tại anh chị có thể thấy rằng sau những cái phiên mà điều chỉnh cuối tháng 6 thì LC chiết khấu khá là cao anh chị, từ vùng trên xuống dưới hiện tại là 17%, và đâu đó LC thì mới hồi phục được có 7% thôi thì gặp áp lực, bắt đầu là gặp áp lực chốt lời của nhiều anh chị bắt đáy từ cái phiên mà ngày 28 tháng 6 anh chị, thì gặp chốt anh chị chốt lời. Hiện tại thì LC cái vùng mua trong ngắn hạn của LC là cái vùng đáy cũ của nó anh chị, từ cái vùng giá 23.8 cho đến cái vùng 24.7, anh chị có thể là mình chia vốn ra để mình tham gia. Đối với LC mà hiện tại trong tuần sau á, nếu mà về cái vùng 24.7 đây thì anh chị có thể là tiến hành giải ngân từ 30 50 50% anh chị. Nếu mà nó chiết khấu sâu hơn cái vùng này mà xuống cái vùng 23.8 á, 23.9 á, thì anh chị có thể là mình tham gia full thị trọng. Và cái nhịp trước mắt là nhịp ngắn hạn của LC thì sẽ về cái vùng 27.3 trên đây anh chị. Khi mà lên tới đây thì anh chị đâu đó mình có thể là chốt lời 1/2, cũng như là mình đó là 1/2 ở đây, 1/2 thì mình xem coi mã cổ phiếu này nó còn dư địa tăng vượt qua cái vùng đỉnh này không. Hiện tại LC thì em Lâm khá là kỳ vọng mã cổ phiếu này trong các cái nhịp sắp tới thì nó sẽ có những cái nhịp hồi phục. Nhưng trước mắt á, thì trong phiên ngày tuần sau mà nếu có những cái pha mà rung lắc mà LC này mà nó hồi phục luôn á, thì anh chị có thể là mình tham gia ở vùng, nếu mà thứ hai LC mà hồi phục thì anh chị đánh ngắn hạn, nhưng mà nó không có an toàn đối với anh chị. Tại vì thị trường tuần sau thì em Lâm đánh giá tuần này từ ngày 8 tháng 7 đến 14 tháng 7 thì thị trường càng bị áp lực về cuối tuần anh chị. Nên chị mà mua ở cái vùng mà 25.1 này á, thì hiện tại đang gặp một cái vùng cản và đóng dưới cản, thì có khả năng là ngày mai bắt đầu thị trường phiên ngày thứ hai nếu mà đóng một cái nến trên vùng 25.3 thì khả năng trước mắt là có khả năng là hồi về cái vùng này. Nhưng mà em nghĩ là đối mã cổ phiếu này hiện tại thì nó cũng chưa có nhiều dấu hiệu hồi phục lên trên cái vùng khách sạn trên đây đâu anh chị. Em vẫn trông chờ là mã cổ phiếu này anh chị nên tham gia mà khi nó có những cái vùng giá mà 24.7 cho đến cái vùng ở dưới đây, anh chị tham gia nó sẽ tốt hơn cũng như an toàn hơn. Và thị trường chúng ta là nó sẽ có những cái pha rung lắc thì mình cứ canh ở dưới đây. Khi mà nó rung lắc, thị trường rung lắc mà về tới cái vùng này thì anh chị tham gia nó sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn cho anh chị. Còn nếu mà mã cổ phiếu này mất cái vùng 23 thì mình mới cắt lỗ anh chị. 23 là ở dưới đây. Nếu mà mất cái vùng 23 này thì anh chị cắt lỗ, để tại vì khi mà mất cái vùng 23 này thì mã cổ phiếu này nó phải về cái vùng trung hạn, hỗ trợ trong trung hạn là cái vùng 19.8 anh chị. Còn trước mắt thì anh chị cứ xem coi mã cổ phiếu này trong những cái đợt rung lắc thị trường trong tuần này thì có khả năng rung lắc, có khả năng thôi nha anh chị, áp suất và cái xác suất là vào ngày thứ năm cũng như thứ sáu. Nên nếu thứ hai mà anh chị hôm nay ngày 8 tháng 8 mà anh chị nào mà mua mã cổ phiếu này á trong ngày 8 tháng 8 thì khả năng là nếu mà hàng về thì ngày 11 tháng 8 là ngày thứ tư, thì anh chị lời lỗ gì anh chị phải bán, tại vì có khả năng là thứ năm thị trường sẽ điều chỉnh. Còn nếu anh chị nào mà muốn tối ưu hóa lợi nhuận hơn thì sang ngày thứ năm anh chị xem coi nó hồi phục lên được tốt thì anh chị cứ giữ thôi, khi mà có tín hiệu thị trường mà điều chỉnh thì anh chị bán liền ha anh chị, chốt liền luôn. Còn nếu mà an toàn nhất thì em Lâm vẫn khuyến nghị anh chị là mình chờ mã cổ phiếu này sau khi thị trường điều chỉnh nó về cái vùng giá 23.8 cho đến cái vùng 24.7 trên đây, anh chị tham gia thì nó sẽ hiệu quả cũng như là mang lại nhiều lợi nhuận cho anh chị hơn là những cái vùng hiện tại. Về trung hạn thì mã cổ phiếu này vẫn là một xu hướng tăng nha anh chị, nhưng mà không còn tăng khỏe nữa, đang đi tích lũy trong trung hạn thôi. Mã cổ phiếu này thì em Lâm cũng chỉ khuyến nghị anh chị là mình đánh cái nhịp T cộng sau khi thị trường chỉnh thì nó ổn hơn. Còn nếu mà nắm trung hạn thì em không khuyến nghị lắm, nắm trước mắt là chỉ có vùng này thôi, còn cái vùng tiếp theo là cái vùng đỉnh cũ 29.3. Thì hy vọng là mã cổ phiếu này sẽ mang lại cái lợi nhuận cho anh chị trong các cái phiên sắp tới. Thì em Lâm cũng cảm ơn chị rất nhiều vì đã xem hết cái video này của em Lâm. Hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt anh chị.